For nè anh chị, For kết xuất tự động bản đặc biệt 2.0 nha. Đây là mẫu này, hatchback nhỏ gọn cho anh em, hệ thống ghế chính điện nè, cửa sổ trời nè, hai túi khí nè, bản AT 75 Thừa Thiên Huế 35124, bằng che nó bỏ áo màu hồng phấn nha anh em. Đi cái mẫu này thì nó sang chảnh từ xưa đến giờ rồi, mà được cái đời nó hơi thấp, 2006. Mẫu này có ABS nè, tích hợp xi nhan nè, hệ thống ghế chính điện, cốp sau rộng, hatchback nè, vỏ mới tinh nè, anh em nhìn dàn vỏ nè, mới tinh, dàn mâm nè, gầm bọc ở trong là không có dấu hiệu là mục mọt nha anh em. 2.0 chạy đâu đó lanh quanh rơi cho anh em làm tầm 10 lít mẫu hatchback này. Đèn của em nó đèn lại 45 độ, biểu tượng của Focus, hệ thống cảm biến che phía sau. Đó, được cái cốp rộng, em này được cái cốp rộng nha, 5 chỗ ngồi không hết niên hạn nha anh em. Thương hiệu đến từ Ford thì anh em biết rồi, giá thành nó cũng rẻ tiền đến với tay người sử dụng thôi anh em. Còn đời này chạy qua 5 tháng thời gian thì máy móc người ta canh chỉnh là bình thường thôi. Đây là phần cốp nè, đó, anh chị thấy cốp khá là rộng, bà con thấy không, cốp rộng nè, phần nỉ nè. Đó, bên đây chúng ta có một cái tay nỉ phía sau để anh em có thể đựng đồ ăn thức uống nhẹ ở trên tay nỉ nè, nó còn nguyên bản hết á anh em, hàng pho đi sướng rồi. Đây là phần cốp nè anh em, đây là phần cốp nè, à nó cốp là không có dấu hiệu là mục bọt ở phần cốp anh em thấy không. Xe cũ thì chạy qua 5 tháng thì máy móc người ta canh chỉnh người ta làm rồi nha anh em nha, chứ còn 2.6 mà không có nói chuyện riêng được đâu. Họ sơn thì người ta tắm qua nước sơn, ta báo thẳng luôn. Chứ đời 2006 này tìm đâu ra mà cứ rin mãi, sơn rin mãi được, không có. Riêng làm việc với Trường Anh là tính Trường Anh là thẳng thẳng tính như thế này. Mở nó cái bô lên cho anh đi. Đây nội thất, được cái nội thất ghế da, da pha nỉ. Dòng này là ghế da pha nỉ nha anh em. Bên đây có khai học tì tay nè anh em. Cốc đựng nước nè, dàn lạnh phía sau nữa nè. Đó, trang bị cửa sổ trời. Em này là bốn cánh chính điện, hệ thống keo chỉ là nguyên si nha anh em. Bên đây cũng vậy nè, trang bị là túi khí e băng nè. Đi được 183.538 km rồi, đồng hồ là không có một dấu tích lỗi lầm. Trên đây chúng ta sẽ có trang bị một cái màn hình Android nè, kết hợp cam hành trình, cam dê luôn là full hết rồi. Số tự động là hai cấp chế độ chạy, hai dàn lạnh độc lập khác nhau nè. Nè anh em thấy dàn lạnh độc lập khác nhau không? Đó, mỗi bên một dàn nhá. Bên đây trang bị thêm một cái túi khí nữa. Cửa sổ trời đang hoạt động luôn anh em. Đây là dòng cửa sổ trời đây. Đó, cửa sổ trời nè. Đó, được chưa? Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống ghế chính điện nè. Đó, full tính năng xe tiền tỷ cho anh em không? Phần tay gối nè, tay gối chính điện hết toàn bộ nè. Đây là hệ thống gương cụp mở nè. Đó, những tính năng full của xe tiền tỷ trên mẫu Ford. Em này ngày xưa mắc tiền lắm, 600-700 chai đó, bây giờ thì rẻ rồi. Đây là cục máy nè, mở luôn cái nắp chụp về ra luôn đi. Đây là cục máy nè, máy móc chạy qua thời gian có canh chỉnh có làm, đó là cho anh báo luôn nha anh em nha. 1 2 3 4 4 máy nha anh em, máy nổ êm. Xe sạch sẽ, hơi hém là kính mít, không có tí đồ hơi. 2006 cũng mười mấy năm rồi. À, như đèn cao su nè, có thay nè, máy mặt nắp cam còn có mở nè, phần kem cũng có mở nè, là máy có làm rồi nha cô chú anh chị nha. 1 2 3 4 xài toàn bộ hệ thống bếp full, đi đôi là hệ thống chân ga điện, nhận cảm biến từ hệ thống bướm ga đây, đây nè, nhận cảm biến từ hệ thống bướm ga để nó mở cái ổ ga ra cho bà con nha. Nè, nắp capo nè, sạch sẽ nè anh chị nè, đó nắp capo nè, hệ thống keo nè. Nó giá thành nó mềm. Anh em nào quan tâm mẫu Focus bản đặc biệt 2.0 cửa sổ trời này thì alo cho Trần Anh Auto. Đăng kiểm tháng 5 năm 2025 lận anh em. Mẫu này vẫn đăng kiểm 1 năm đầy đủ cho bà con cô bác nhé. Có chìa khóa mút lóc, có đèn bi gầm full hết rồi. Mời anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần gầm nè. Đây anh em,
gầm. Đó, gầm đẹp không? Gầm pho chắc nịch luôn. Gầm là không có dấu hiệu là mục mọt ở dưới phần gầm nha bà con cô bác nha. Được chưa? Rồi quan tâm mẫu này alo cho Trần Anh Ô Tô. Em chào bà con nha.